anh tên là Tiệp, anh bán hàng ở chỗ quán trước ở đối diện số 10 Lê Lợi. Bên mình là chuyên về đồ ăn vặt hay như thế nào ạ? Bên anh chuyên về đồ ăn vặt. Ở bên mình thì có khoảng tầm bao nhiêu đồ ăn vặt vậy anh nhỉ? Bên anh khoảng tầm từ 40-50 món. Anh có thể liệt kê cho em những món nào là bên mình đang hot nhất và kiểu như là mọi người gọi nhiều nhất được không ạ? Bên anh bây giờ món hot nhất là món lòng nướng, bánh tráng nướng này, bánh mì chảo này, cơm cháy này, bò bít tết này, bánh súp cua, bánh thịt với bẹ. Còn anh món nào người ta cũng gọi đều hết. Asking and the birds are begging, I'd really